Tiểu sử Đại tướng Lương Cường, hé lộ xuất thân và gia thế của Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường. Đại tướng Lương Cường, tên đầy đủ là Lương Văn Cường. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957. Ông là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Đại tướng Lương Cường, nguyên là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Đại tướng Lương Cường mang quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kế nhiệm bà Trương Thị Mai bị miễn nhiệm chức vụ Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trước đó. Đại tướng Lương Cường là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có học vị cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Đại tướng Lương Cường là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, nguyên quán tại phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Năm 1975, ông nhập ngũ rồi tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc. Từ tháng 2 năm 1975 đến tháng 4 năm 2003, Đại tướng Lương Cường trải qua nhiều cương vị công tác, từ trợ lý cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn thuộc Quân khu 2, rồi trợ lý cán bộ Sư đoàn 355 Quân khu 2, trợ lý trưởng ban nhân sự Phòng cán bộ Cục Chính trị Quân khu 2, rồi Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 Quân khu 2, trợ lý phòng nhân sự, Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng nhân sự Cục cán bộ Tổng cục Chính trị, rồi Phó Cục trưởng phụ trách về nhân sự, Đảng ủy viên Cục cán bộ thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, ông mang quân hàm đại tá. Kể từ tháng 2 năm 2006, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2006, ông học lớp học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007, ông mang quân hàm Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2. Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011, ông là Thiếu tướng. Đến tháng 8 năm 2009, ông được thăng quân hàm Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, ông là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 12 năm 2014, ông được thăng quân hàm lên Thượng tướng, đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, phụ trách về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và công tác xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, thay cho Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã chuyển sang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 12 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013, Đại tướng Lương Cường học lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng,
ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, ông được Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 bầu làm Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Lương Cường là Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, ông được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Đại tướng Lương Cường được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông trúng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và được bầu giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế bà Trương Thị Mai,